Mến thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn đang đứng ở đây là Minh Toàn đang đứng ở đường Hạ Long và gần với khu Hạ Long Bay. Như quý bà con cô bác biết, đây là một cái căn ở đây. Đường Khu Thủy Tùng, đường Hạ Long, thành phố Hạ Long, thuộc Hạ Long Bay. Và đây là trước cái khu nhà ở này. Trước khu này thì quý bà con cô bác có thể nhìn thấy được các cái dãy nhà liền kề đây. Đấy. Và đường này là đường đi về thẳng ra đây, là về ra đường chính mà đi ra Hà Nội với lại ra Móng Cái đấy. Còn chúng ta đi thẳng đây là xuống Hạ Long và ra Hòn Gai, đi Hòn Gai. Thì Minh Toàn hôm nay đi quay vlog, thành ra Minh Toàn xuống cái khu này thấy nhà đẹp quá thì đang quay lại cái hình ảnh để gửi đến quý bà con cô bác. Ôi, những nhà này khang trang quá. Ở khu Hạ Long Bay này thì như quý bà con cô bác biết là ở khu này thì đang xây dựng rất là nhiều. Đấy. Ở trước khu này là một dãy núi. Đây. Đây là cái khu San Địp Nghia, Hạ Long Bay. Và như quý bà con cô bác đang nhìn thấy, ở trong khu này đang xây dựng rất là nhiều các căn nhà, các biệt thự đang mọc lên rất là rầm rộ. Khu này là một khu nhà ở rất là khang trang và đẹp, nên mà cũng thu hút rất là nhiều đôi uyên ương về đây chụp ảnh cưới, như quý bà con cô bác cũng đang nhìn thấy trước mặt. Dọc khu này là khu nhà liền kề luôn quý bà con ạ. Một lô như này là một màu quý bà con cô bác ạ. Nên mà quý bà con cô bác cũng thấy là về Hạ Long cái cảnh nhìn những ngôi nhà thôi cũng đã biết là đây là cái khu du lịch rồi. Rất là màu mè và rất là tươi trẻ. Đấy, đằng trước của chúng ta cũng là khu đang xây dựng, thì trong khu này đang xây dựng nên mà Minh Toàn cũng hình như là không được phép vào. Minh Toàn xin phép đi thẳng xuống khu Hạ Long Bay dưới này, trung tâm của Hạ Long Bay nhé. Như quý bà con cô bác nhìn thấy là ở đây thì phía này là phía mà lên các cái khu nghỉ dưỡng như Royal Hạ Long, hay là khu nhà ở, nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng. Đấy, đây là Royal của Hạ Long. Đường xá ở khu Hạ Long Bay này thì mặc dù là không phải mùa du lịch và cũng đang xây dựng rất là nhiều, nhưng quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy được là đường xá khá sạch sẽ. Trước mặt quý bà con cô bác là một cái khách sạn của Sài Gòn Á Long, gợi nhớ cho chúng ta nhớ về Sài Gòn, nhớ về miền Nam. Đây, Đây là khách sạn Hạ Long Pier. Đây là cái khu mà đang xây dựng của Hạ Long Bay. Trước mặt chúng ta là cái quảng trường này. Ở đây rất là nhiều em gái Tây xinh đẹp. Ở đây không phải mùa du lịch nhưng thu hút rất là nhiều du khách nước ngoài về với Hạ Long. Đây như quý bà con cô bác cũng đang nhìn thấy. Ôi em gái đây mặc khu này là du lịch nhưng mà mặc cũng bán lẻ phết nha. Đây thì như quý bà con cô bác đang nhìn thấy ở đây là cái khu du lịch của Hạ Long Bay, khu quảng trường đang xây dựng. Ôi, có khách du lịch nước ngoài. Mặc khá là mát mẻ và rất là thoáng. Đi quay vlog gặp những em xinh gái như thế này thì cũng khá là vui nhỉ. Em gái đấy rất là hứng khởi khi mà xuống bãi biển Hạ Long. Đường này là đường xuống bãi biển, bãi tắm của Hạ Long Bay. Minh Toàn đang đứng ở đằng trước cái khu này và muốn gửi đến quý bà con cô bác để quý bà con cô bác có thể nhìn thấy được cái toàn cảnh phía ngoài của khu Hạ Long Bay này. Đây là cái quảng trường mà đang xây dựng. Đấy, quý bà con cô bác cũng có thể thấy quảng trường này rất là lớn. Đây, rất là lớn. Và cái khu mà quý bà con cô bác đang nhìn thấy ở cái khu nhà mái ngói đấy, là khu đấy là khu vui chơi giải trí của Hạ Long. Vào đấy là chúng ta phải mua vé. Hiện giờ giá vé bao nhiêu thì là Minh Toàn không nắm rõ được. Và Minh Toàn sẽ nếu mà ai có nhu cầu Minh Toàn sẽ hỏi. Và bởi vì Minh Toàn cũng chưa vào đấy thì có dịp Minh Toàn sẽ quay lại những cái video, những cái hình ảnh ở trong đấy gửi đến quý bà con cô bác. Đi thẳng xuống cái mạn này là chúng ta đi thẳng đến cầu Bái Cháy, vòng lên cầu Bái Cháy và sang phía mạn của Hòn Gai. Minh Toàn cũng sẽ gửi ở mạn đấy, cũng khá là đẹp. Minh Toàn sẽ quay lại những hình ảnh đấy để gửi đến quý bà con cô bác, để quý bà con cô bác có thể biết được tại sao mà Hạ Long lại thu hút được nhiều du khách trong nước như là quốc tế đến như thế. Đây, và Minh Toàn sẽ đi tiếp một cái đường này để quý bà con có thể cảm nhận được các cái nhà ở hàng và các nhà ở đằng trước của khu Hạ Long Bay nhé. Đây, rất là nhiều cái nhà hàng và cũng như là cái quán mọc lên để bán quà lưu niệm cũng như là ăn uống, massage chân, massage body, massage cơ thể. Và cánh ở đây là cái khách sạn Hạ Long Bay, Hạ Long Bay Hotel. Có cái tên cá mực bà già kìa. Rất là khác biệt và rất là hay. Đây, Minh Toàn xin đi vòng vào đây một chút để quay lại các hình ảnh ở trong này. Đây là cá mực bà già, quán cá mực bà già. Đây, cá mực bà già, cơm gà Hội An, bánh cuốn, mực bún chả hải sản. Ôi, trong này rất là nhiều cái khu nhà hàng và ăn uống. Đấy, chúng ta đi du lịch thì về đây Bây giờ không phải là mùa du lịch nên là rất là vắng, nhưng mà vào mùa du lịch thì quý bà con cô bác đi xe máy trong này cũng khó khăn rồi. Chưa nói là nó vắng vẻ như thế này đâu, quý bà con, không phải nó vắng vẻ như thế này đâu. Đây là một cái bar. Khi về Hạ Long thì Hạ Long Bay thì chúng ta có thể thuê những cái chiếc xe đạp như thế này, vừa đạp vừa phát nhạc. Đây, đây là cái chiếc xe, những chiếc xe như thế. Vẫn có những cái tốp khách du lịch nhỏ lẻ đang đi du lịch và vào Hạ Long Bay quý bà con ạ. Mặc dù đợt này không phải là đợt mùa này, không phải mùa du lịch. Ôi, khu đường này đẹp quá. Đây có một hình ảnh của Sunwood rất là đẹp. Minh Toàn xin dừng ở đây để chụp lưu lại cái hình ảnh này một chút. Đây, đây quý bà con cô bác có thể nhìn thấy rõ, đây rất là đẹp. Như quý bà con cô bác biết, ở đây là khu Sunwood. Cô ơi, cháu hỏi có được đi xe máy vào khu này không cô? À vâng. À, mình gửi xe máy chứ không được đi xe máy vào à? À vâng, cháu cảm ơn cô. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô ạ. Minh Toàn sẽ đi lên đây một chút nữa. Có khả năng là Minh Toàn sẽ đi vào đây một chút để xem trong cái khu này. Đây quý bà con cô bác có thể nhìn thấy được trong cái này rất là đẹp. Rất đẹp luôn. Ở đây là đang triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2018. Đây, có cái lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2018 ở trong khu này rất là đẹp. Đấy, bà con cô bác có thể nhìn thấy được đang triển lãm rất là đẹp. Minh Toàn xin dừng cái video này ở đây để Minh Toàn đi vào trong gửi xe để Minh Toàn sẽ quay lại những cái hình ảnh ở trong khu Hạ Long Bay để đến quý bà con cô bác ạ. Xin chào quý bà con cô bác và hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong những video tiếp theo.